Chào các bạn, hôm nay Nội địa Nhật Bản sẽ cùng bạn tìm hiểu một chiếc đài khá là lâu đời rồi của hãng Sony. Đây là chiếc đài radio, tuy nhiên nó rất đặc biệt, nó chỉ bắt được sóng của NSB và MW. Đây là hai cái giải tần sóng ngắn. Thì cái NSB và MW là gì thì chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn. Còn bây giờ sẽ tìm hiểu về cái đài. Mặt trước chúng ta sẽ có phần loa. Đây là cái phần bảng để dò đài. Các bạn sẽ thấy là có cái phần dò của sóng MW này và các sóng đèn hiệu của NSB1 và NSB2. Thì mã của chiếc đài này đó là ICR4420. Bên cạnh thì các bạn sẽ thấy có phần tun để các bạn dò sóng MW. Volume này để vặn âm lượng và chính là công tắc nguồn. Mặt trên là công tắc chuyển các cái băng tần khác nhau. Tất cả đều là sóng ngắn nhé. Nó sẽ thu được 6 trạm phát sóng của NSB. Bên cạnh này là cổng nguồn 4,5V và cổng tai nghe. Mặt sau nó sẽ thấy có thông tin về cái sản phẩm này. Ở đây là chiếc đài được sản xuất tại Đài Loan và sử dụng 3 viên pin tiểu, một viên pin ở dưới và hai viên pin ở trên. Đây là số serial của chiếc đài này. Phần trên nó sẽ có anten khá là dài để bắt sóng. Rồi dây cầm. Bây giờ con sẽ tìm hiểu về cái NSB. Nó là viết tắt của từ Nihon Shortwave Broadcasting, tức là cái trạm phát sóng của riêng Nhật Bản. Và hiện tại thì có 6 cái trạm phát sóng này, tức là nó sẽ thu được 6 kênh radio bằng cách là gạt cái nút này thôi. Đấy. Là chúng ta sẽ bắt được các cái kênh này. Còn gạt sang cái phần MW này là chúng ta sẽ dò sóng ngắn của băng tần MW. Thì cái đài này chỉ sử dụng bắt được sóng NSB tại Nhật Bản thôi. Thế nên là khi mà ở ngoài Nhật Bản thì cái đài này thành ra chỉ là một cái vật trưng bày triển lãm thôi, chứ không 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 sử dụng được. Thế, nếu bạn nào quan tâm tới cái đài Sony ICR4420 này về để trưng bày hay triển lãm ấy, thì các bạn có thể liên hệ Nội địa TV. Hy vọng video này hữu ích với các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.